Xin chào, xin chào mọi người đã quay trở lại với lớp vẽ nhí Và trong video vẽ cơ bản 4.3 ngày hôm nay mình sẽ cùng với mọi người vẽ tranh phong cảnh Và kỹ thuật lên màu của video ngày hôm nay mình sẽ sử dụng những kiến thức mà mình đã nói ở video trước rồi Mình sẽ vẫn sử dụng 3 lớp màu sáng, trung gian và tối để tạo hiệu ứng ánh sáng cho tranh Bây giờ mình sẽ phát thảo sơ bố cục ra Ở đây mình sẽ vẽ bức tranh một khu rừng Mình sẽ vẽ những thân cây như thế này Đơn giản thôi, không còn quá phức tạp đâu mọi người rồi sau khi đã phát quả xong rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lên màu nha Trong bài vẽ ngày hôm nay mình sẽ sử dụng 4 màu Màu tím đậm, màu tím cẩm, màu nâu và màu xanh lá cây Tại vì hôm trước đọc bình luận mình thấy có rất là nhiều bạn muốn mình vẽ thêm những bức tranh về cánh đồng hoa hải hương Vậy nên hôm nay mình quyết định sẽ kết hợp tranh rừng cây với lại cánh đồng hoa hải hương lại với nhau để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh nha Bây giờ mình sẽ tô lớp màu đầu tiên, lớp màu sáng Mình sẽ thoa một lớp nước trước khi lên màu sau đó mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây đi một lớp thật mỏng để tạo một lớp nền nhẹ nhàng cho phần rừng cây. Các bạn nhớ là lớp đầu tiên chúng ta đi mỏng màu và loan nhẹ thôi nha. Như vậy thì chanh nó sẽ giữ được độ trong trẻo của màu nước, nó không bị đục hay là không bị quá dày. Và ở lớp màu đầu tiên này các bạn cứ đi màu trồng lên những cái thân cây luôn, không cần phải chừa lại đâu. Như vậy thì phần tán cây sẽ tự nhiên hơn, không có bị ngắt quản. Ở phần nền đất mình cũng thoa một lớp nước mỏng, sau đó mình sẽ sử dụng màu tím để loan màu. Trong bài vẽ ngày hôm nay mình sẽ sử dụng hai màu tím này để pha lại với nhau màu khi thoa lên giấy mà loan đều như thế này có nghĩa là nước đã thấm đều lên giấy rồi đó các bạn Bây giờ mình sẽ bắt đầu loan ra Với những tranh phong cảnh loan nước nhiều như thế này thì các bạn nên dùng keo dán giấy để dán các mép góc cố định lại nha Như vậy giấy khi ướt sẽ không bị cong và vơ lên như mình như thế này Tại vì mình đã hết keo dính rồi nhưng mà đang giãn cách nên mình không thể nào mà đặt mua được Bây giờ phải lấy hai ngón tay để giữ giấy là như thế này nè Bây giờ mình mà thả tay ra là tờ giấy cong queo luôn, không thể nào mà vẽ được đâu mình sẽ loan thêm một tí màu xanh lá ở đây để nhìn dịu mắt hơn ý tưởng của mình là sẽ vẽ một khu rừng phía trên là cây cối phía dưới là cánh đồng hoa và mình sẽ tả một tí sáng tối để tạo cảm giác có ánh sáng từ phía ngoài chiếu vào khu rừng và ánh sáng nó sẽ nằm ở chỗ này nè như vậy thì ánh sáng nó sẽ tỏa ra hai bên của bức tranh nó sẽ tạo không gian và chiều sâu cho bức tranh hơn sau khi đã tô xong phần nền đất á thì mình sẽ để cho phần nền nó khô hẳn đi rồi mình mới đi lớp đầu tiên của phần thân cây. Tại vì nếu như mà mình đi phần thân cây ngay lúc này á thì cái phần nền nó còn ướt nó sẽ bị lem vào cho phần thân cây. Phần thân cây nó sẽ bị nhòe và lem ra ngoài. Vậy nên là các bạn chờ khô nha. Sau khi phần nền đã khô thì mình sẽ tỉa phần thân cây. Phần thân cây ở lớp đầu này thì các bạn sẽ sử dụng màu nâu và đi một lớp thật mỏng. Và sẵn đây mình cũng nói về một vấn đề mà các bạn mới học vẽ hay mắc phải đó là vấn đề động màu nước. Thì khi vẽ mà nếu như màu của các bạn bị động lại như thế này thì các bạn chỉ cần lấy một cái tăm bông thấm nhẹ ra như thế này là được rồi. Như vậy màu nó sẽ rút rất là nhanh. Ngoài tăm bông thì các bạn cũng có thể sử dụng cỏ khô hoặc là khăn giấy. Tương tự như cách vẽ hồi nãy thì mình sẽ đi hết những phần thân cây còn lại luôn. Đây là một bài vẽ kết hợp ý tưởng giữa rừng cây và cánh đồng hoa oải hương Nó chỉ là một bức phong cảnh mà mình nghĩ ra thôi Chứ mình nghĩ trên thực tế thì sẽ không có như vậy đâu Tại vì hoa oải hương sẽ mọc ở nơi có nhiều nắng Còn hoa oải hương mà mọc ở trong rừng thì mình cũng chưa thấy bao giờ Nhưng mà không sao cả, hôm nay mình sẽ vẫn vẽ tại vì mình thích như vậy mà Sau khi đã lên xong lớp màu đầu tiên, lớp màu sáng của chanh Thì bây giờ mình sẽ để khô và lên lớp thứ hai Bây giờ mình sẽ tiếp tục lên lớp thứ hai của phần tán cây ở đây mình sẽ sử dụng một đầu cỏ tươi và chấm phần tán cây như thế này kỹ thuật chấm phần tán cây và vẽ thân cây mình đã có đề cập ở video trước bạn nào chưa xem thì có thể vào phần mô tả mình sẽ để đường dẫn ở phía dưới nha nói chung là trong những bài vẽ của mình mình sẽ luôn cố gắng áp dụng những bài lý thuyết mà mình đã hướng dẫn mọi người vào những bài thực hành để cho mọi người có thể áp dụng được kiến thức vào thực tế cũng như là sử dụng được kiến thức để vẽ ra được những điều mà mình mong muốn Vậy nên có chỗ nào cảm thấy khó hiểu hoặc là có vấn đề gì trong quá trình học vẽ thì các bạn đừng ngần ngại để lại bình luận nha, mình sẽ xem và trả lời tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tỉa sáng tối cho phần thân cây. Mình sẽ đi theo hướng ánh sáng là mặt trời nằm ở phía giữa bức tranh và ánh sáng sẽ tỏa ra hai bên. Vậy nên ở hai nửa bức tranh, mặt sáng tối của các gốc cây nó sẽ khác nhau. Các bạn cứ xem mình làm nha. Mình sẽ có một bài cụ thể nói về việc đổ bóng và đổ sáng tối theo hướng ánh sáng. Trong bài này thì mình sẽ sử dụng hướng ánh sáng và độ bóng một cách đơn giản thôi và dễ hiểu cho mọi người thấy, tại vì mình cũng chưa có một bài lý thuyết nào nói về vấn đề này, cho nên là mình cũng không làm quá phức tạp để tránh cho mọi người cảm thấy khó hiểu. Trước mắt thì mình nói đơn giản là phần mặt trời nó sẽ nằm ở phía giữa bức tranh ở đây và hai hướng ánh sáng nó sẽ tỏa ra hai bên, vậy nên là có sự khác biệt giữa cây ở bên trái và lùm cây ở bên phải về mặt sáng tối như thế này. Và khi các bạn tạ sáng tối cho phần thân cây thì các bạn lưu ý là khi loan màu các bạn đừng đi quá mịn và quá kỹ Tại vì nếu như các bạn đi quá mịn và quá kỹ thì thân cây nó sẽ bị mịn và không thể hiện được cái phần gồ ghề của vỏ cây Vậy nên là mình cứ loan màu chỗ đậm chỗ nhạt theo một cách tự nhiên để thể hiện được phần vỏ cây xù xì và gồ ghề nha Tương tự như vậy mình cũng sẽ làm với những thân cây nhỏ còn lại Bức tranh ngày hôm nay mình nghĩ nó có độ khó khá cao so với những bài từ trước tới giờ mình hướng dẫn nhưng mà mình nghĩ nếu như mà một bạn nào chưa biết vẽ mà theo bài mình từ bài vẽ cơ bản 1.1 cho tới bây giờ mà các bạn luyện tập thường xuyên Thì mình nghĩ là các bạn vẫn có thể vẽ được bài này Vậy nên là nếu như mà bạn nào mới vào kênh của mình và chưa được học vẽ nhiều, chưa biết nhiều về cơ bản Thì có thể xem từ video vẽ cơ bản 1.1 nha Và chuỗi series này mình sẽ cố gắng phát triển thật là nhiều Tại vì mình còn rất là nhiều kiến thức muốn truyền tải với các bạn và học lý thuyết không thì nó hơi chán nên mình sẽ cố gắng xen kẽ nhiều bài thực hành hơn và mình sẽ luôn cố gắng áp dụng những kỹ thuật vẽ mà mình đã hướng dẫn với các bạn từ những bài trước vào những cái bài tiếp theo. Như vậy thì các bạn sẽ có điều kiện luyện tập lại những gì mình đã học và những gì mình đã biết rồi. Như vậy thì các bạn sẽ nắm chắc phần kỹ thuật vẽ nhiều hơn. Sau khi đã vẽ xong phần nền cỏ thì mình sẽ bắt đầu tả bóng cho những gốc cây. Ở đây mình sẽ không tả bóng quá kỹ mà mình chỉ vẽ một ít sáng tối ở phần mặt đất để tạo hiệu ứng ánh sáng cho phần gốc cây cũng như là tạo không gian cho bức tranh thôi mình sẽ sử dụng màu nâu pha với màu tím để tạo một cái màu tối hơn đi đánh dấu phần bóng như thế này phần bóng của thân cây cũng sẽ được chia ra làm hai hướng theo hướng ánh sáng mà mình đã xác định ngay từ ban đầu và mình sẽ chỉ loan nhẹ ra thôi chứ mình không vẽ bóng quá kỹ nha tại vì mình nghĩ là trong rừng á, ánh sáng nó sẽ bị phân tán bởi rất là nhiều yếu tố và thường trong tranh phong cảnh á, thì cái việc miêu tả bóng á, nó cũng không quá rõ ràng hay là quá sắc nét tại vì ánh sáng trong tranh phong cảnh thường là ánh sáng vào ban ngày nó sẽ được phân tán nhiều và chiếu từ nhiều hướng cho nên là phần bóng vẫn có nhưng mà nó sẽ không được mô tả quá kỹ trừ những trường hợp mà tác giả muốn miêu tả hướng ánh sáng rõ ràng trong tranh phong cảnh của mình ví dụ như là vào những thời điểm như là hoàng hôn nè bình minh nè và nhìn chung á những vật thể mà được chiếu sáng bởi những nguồn sáng phân tán ánh sáng đều và lan tỏa từ nhiều hướng á, thì cái phần bóng của nó sẽ càng nhạt đi còn đối với những vật thể mà ánh sáng chiếu tập trung từ một phía và ánh sáng chiếu mạnh vào vật thể đó tạo hiệu ứng sáng tối rõ ràng thì phần bóng nó sẽ càng rõ nét. Đó là lý do tại sao các bạn thấy phần bóng trong tranh phong cảnh nó sẽ được ít miêu tả và rõ ràng hơn lại phần bóng của những vật thể ở trong tranh tĩnh vật. Phần trong tranh tĩnh vật thường là nguồn sáng nó tập trung khá là mạnh cho nên phần bóng nó rất là rõ ràng. Còn đối với tranh phong cảnh thì không như vậy. Tranh phong cảnh thì ánh sáng nó chiếu từ bầu trời, chiếu từ nhiều phía nên phần bóng nó sẽ dịu lại. Vậy nên mình mới chia ra hai bài thực hành, một bài tĩnh vật và một bài tranh phong cảnh để cho mọi người thấy được sự khác biệt nè. Quay trở lại với bài học thì bây giờ mình sẽ tiếp tục với lớp thứ ba, lớp màu tối, lớp màu cuối cùng của bức tranh. Phần tán cây mình sẽ sử dụng màu nâu nhiều hơn và đi sẫm màu. Mình vẫn chấm lưa thưa lá thôi để tạo những cái khe hở cho ánh sáng lọt vào bức tranh. Với lại phần cỏ ở phía dưới mặt đất khá dày nên mình sẽ đi phần lá thưa thôi để như vậy bức tranh sẽ có cảm giác thoáng và dễ nhìn hơn Tại vì phía dưới nó đã dày rồi mà phía trên nó cũng dày lá nữa Thì bức tranh nó sẽ khá là chật chội và ngọt ngạt Ở những phần bóng của tán cây thì mình sẽ đi phần cỏ đậm lên Để tạo hiệu ứng sáng tối rõ ràng hơn Và để phần cỏ đậm hơn thì mình đã sử dụng màu tím pha với phần màu nâu của thân cây Như vậy thì mình sẽ được một màu tím đậm Mình không sử dụng màu đen trong bài này Tại vì mình thấy thêm màu đen vào nó sẽ khá bị lạc tông á cho nên là thay vì sử dụng màu đen, mình đã sử dụng màu nâu của phần thân cây để thêm vào. Thường thì khi vẽ tranh mình không sử dụng quá nhiều màu, mà mình sẽ sử dụng những màu mà mình đã chọn ngay lúc ban đầu á, mình hòa trộn lại với nhau để tạo được những sắc đồ đậm nhạt. Như vậy thì phần tranh của mình nó nhìn nó sẽ êm mắt hơn, việc hòa trộn màu qua lại nó sẽ làm cho các mảng màu ở trong bức tranh có sự liên kết lại với nhau. Như vậy thì tranh các bạn nhìn sẽ dịu mắt hơn, tránh tình trạng bị nhảy màu gây khó chịu cho mắt mình sẽ tỉa thêm một vài cành cây nhỏ để liên kết tán lá với thân cây lại với nhau. Mình chỉ tỉa một tí cành thôi tại vì mình sợ bức tranh của mình nó quá nhiều chi tiết sẽ gây rối mắt á. Chỉ thêm một vài điểm phụ ở đây nữa là xong rồi. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong bức tranh rừng cây hoa tím và vẽ thực hành cơ bản sáng tối 4.3. Hy vọng việc áp dụng 3 lớp màu sáng tối trung gian mà mình đã hướng dẫn vào tranh phong cảnh sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về việc miêu tả ánh sáng trong tranh vẽ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài vẽ của mình tạm biệt mọi người hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha